trying so hard not to like you. There's so much that I like, and none of that you feel the same about us. Yeah, but the timing isn't right. So let me just let go, let go. We've seen as more than friends, and let me just move on, move on. Yeah, it hurts, I won't pretend. And I'll leave it to the universe. Let's 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 leave it to the universe. I'm not gonna wait, but I'll never be too late. You're into faith and I'm into fate, so I'ma give it some space, 'cause love ain't a race to be won. We're good to get along after we walk in the morning sun. Yeah. But for now I'm gonna let go, let go. I've seen us more than friends. Hello, you are the friend. I'm not little, you are my son. Ustanda. Đây là nhà giáo Ustanda nè mọi người. Đây là một thành phố biển. Hôm nay, Little Khoai sẽ đi biển chơi nha. Nhà giáo Ustanda. Nhà ga nhìn mái quá ha. Nhìn nó trắng toát. Đây có một cái cửa hàng bán báo ở biển, cho nên có nhiều cái phao bơi hay là gì đó đóng ở biển tàu thì nó hay bán. Đây là chỗ mua vé nè. Đây có chỗ đạp xe để sạc pin. Nhà ga này nó có cái tượng với con gì, con ốc hả hay con gì? Nó nhà ga cũng đơn sơ giản dị vậy thôi. Rồi, hôm nay sao đông quá vậy? Các nhóm khác á. Có nhiều nhóm học sinh đi biển quá, đông ghê luôn. À, nó đông kìa. Hè cái đi. Nãy giờ em thấy cái Giro này nhiều nè. Cái nhà cái nhóm có tên áo đó, có chữ Giro. Không biết hay là gì. Cái này nó có gì? Forgot to buy a gift. Này nó bán gift. À, nó bán sô cô la. Em thấy được rồi kìa. Xa quá. Đà Nẵng cũng có cầu sông Hàn vậy. Tây. Nhưng mà Hà Lan nó nổi tiếng ví dụ này nè. Nên tự nhiên mới tới mình kiếm kiếm. Bật lên cho một cái gì đó chạy qua. Wow. Cái cầu này là cái đường luôn chứ gì. Ừ. Cán nhựa luôn. Hà Lan hay vậy. Nha. Hài. Ủa nó nghiêng thẳng đứng luôn á. Này ạ. À, tao có thuyền tàu chạy qua không? Không biết khi nào tới lại lên làm gì. À tao cứ nấu ăn bật sớm kia vậy. Con chim nhiều ra. Có con chiếc à. À, wow. Rồi. Wow. Rồi.
chim bay là mấy con hải âu hả ta, nó kêu é é é mòng biển. Ờ à, mòng biển hả. Ừ nào hạ xuống rồi xuống đi quanh kia được. À nghe mùi biển rồi đó. Có đó. Tàu biển quá trời luôn. Nó cắt hả? Ô ô ô ô. Đây có một cây cầu nó có thể dỡ lên cao được cho tàu thuyền đi qua, không cần phải xây cây cầu cao mà phải xây cây cầu có thể nhúc nhích. Rồi giờ nó sẽ bật xuống để mọi người có thể qua bờ bên kia. Rồi sắp xong rồi. Ngay cái chỗ này nó có một cái trục để mình có thể xoay cây cầu. Cái cầu bên kia chắc cũng mở được á, mà tại chắc người ta không mở. Rồi mở lại cho mọi người đi bộ qua. Rồi đi bộ như bình thường. Cái cầu hồi nãy nó bị dựng lên. Nè chị con chiếc tàu bự quá, màu xanh trắng đó đó. À, ngoài đường. Qua bãi nào không? Đi. Giờ tới bên kia nó mở. Làm gì đâu mà bay chứ hả? Sợ nó nhát. Nó có đèn giao thông trên sông nè, đang đèn xanh, xanh hay đỏ ta thấy màu nào cũng khác. Nhưng mà giờ tới nó được đi á. Rồi chiếc tàu này sẽ sắp đi. Tàu này tàu của có em bé trên tàu nữa. Nãy giờ họ làm gì ta? Ủa sao họ ve lại vậy? Rồi sắp đi rồi. Cái cầu nó bật mãi giờ chưa lên hết nữa. Nó còn nhích từ từ. Chắc phải cho nó gần. Chắc vậy. Mà nó nhích hơi chậm nha, mất thời gian. Rồi. Đây qua. Có mấy kiểu cầu nó bật khác nữa. Có kiểu là cái cầu nó bật hai bên bờ đều có thể, nói chung là nó bật cầu làm hai á. Còn này chỉ một từ bên thôi. Còn sông Hàn, cầu sông Hàn mà nắng thì nó xoay để tạo cái lỗ cho tàu chạy qua.
nhiều kiểu. Làm bằng rơm đúng không? Ông già làm bằng rơm. Dạ, tụi mình đi qua cái cầu rồi nè. Ghê quá bạn. Mình nằm ở đây mình đu để hồi nãy nó mở ra. Rồi người ta mua banh, mua đồ để đi tắm biển rồi kìa. Hôm nay trời cũng nắng đẹp nha. Đây, nhà mình cũng chuẩn bị. Ủa, có cái cửa này nữa hả? Wow. Là cho tàu đứng qua nữa. Mà chi vậy ạ? Ồ, ở đây có một chiếc tàu bự, ơi là bự nè. À, vậy là chiếc tàu này để chân. Chắc là biểu tượng của thành phố á. Chiếc tàu biểu tượng của Ostend. Ở trên nó có lá cờ của Bỉ, còn bên kia là lá cờ gì? Có thể là có thể là cờ của cái địa phương này. Tàu này để chân thôi, không có hạ thủy. Ô, nhìn qua đây mình sẽ thấy có một cái nhà thờ bự ghê nè. Nhà thờ mà có hai ông thánh đây luôn, Saint Peter với Saint Paul thì phải. Là hai ông thánh là chuyện lạ hả? Bình thường chỉ thường có một. Thường là có một ông mà, thường nhà thờ Saint Peter, Saint Peter. Tại sao vậy? À, đi qua đường. Có casino. Đây. Mình đi cái nhà thờ ở Ostenden. Giống cái nhà thờ ở Strasbourg á. Giống không? Ý là coi trên mạng nó. Đẹp quá ha. Đây là cái mô hình của cái nhà thờ. Đây là nhà thờ Saint Petrus và Paulus. Khác là cái nhà thờ. Vậy là Saint Petrus and Paulus.
Palouse. Palouse. Này là theo kiểu kiến trúc neo-gothic, là tân gothic. Kiến trúc gothic thì như thế nào? Kiến trúc gothic điểm đặc trưng của nó là cái cong cong ở trên này nè. Ừ. Là nó kiểu như mình nhìn sẽ thấy nó có một cái nhọn nhọn nè, như mình nhìn này rõ nè. Ừ. Nè, có cái nhọn nhọn. Còn kiến trúc La Mã là nó không có cái nhọn nhọn, tại vì nó có một cái cục đá ở giữa, người ta chiêm ngay giữa, để La Mã nhà chiêm ngay giữa luôn, và người ta làm sao cho nó cái ngay chỗ đó nó cong tròn đẹp luôn. Còn lại nhìn có như bị chỗ này bị đứt gãy vậy, có cái nhọn nhọn là đặc trưng. Nhưng mà cái này là tân gothic thì chắc là nó khác chút chút. Khác gì đó, thường kiến trúc gothic là xung quanh cho mấy cái nhà thờ. Nó có mấy thành trống, tại vì nó cần phải chịu lực thêm chứ không thôi là nó không kiên cố. Nhìn thì hơi đứt bại chứ. Kiểu vậy. Nhìn cái mô hình cái thấy nó hoành tráng quá ha. Còn ở ngoài mình thấy nhiều quá, mình đâu có thấy hết được, mình phải bay flycam đồ mình mới thấy hết được. Để clip của ông kia. Đây là cái ở bên ngoài nè, nó quá bự để mà mình có thể nhìn rõ được hết nó. Đây, mình nhìn mô hình cái mình thấy nó có rất là nhiều chi tiết. Ừ, ở sao em thấy còn kìa. Ở đây là mặt trước nè. Đẹp quá mọi người, cái tiền bường có cái quạt gió gì ở trên á, thấy không, thấy không trên á kìa, chắc để đo gió. Đẹp quá, cái thuyền có chữ Ustander, nhìn nó màu nâu nâu rồi nhìn cũng cổ điển cũng đẹp đó. Ở đằng kia có cái tàu bự quá, mà cái tàu đó nhìn hiện đại ha. Ở trong phim TVB đồ hay thấy ra bến cảng này nè, lên tàu nói chuyện ra mẹ nổ hẹn lên tàu xong rồi cho tỉnh luôn. Ở đã sàn xa xa kia mình thấy một cái tàu thiệt là bự luôn. Wow, và cái mũi của nó nhọn quá ta. Ủa, đang có người đứng trển phải không? Ủa, trên cái tàu đó là có mấy cái tàu nhỏ hơn, mấy cái thuyền nhỏ hơn luôn á. Không? Có ai rủ mình đi không? Ủa, cái này rồi nó chạy ra đường nào? Ờ, đúng rồi, cái cầu này tới lúc nó sẽ mở lên cho mấy cái thuyền nó chạy. Qua được không? Tại nghe nó còn kêu. Sao bự quá. Cái mũi của nó nhọn một khúc luôn. Nhìn cái nhớ mấy tàu Lucen. Bự quá. Ai cái tàu quá bự. Wow, đẹp quá. Ủa, có gì cơm bi tích cực kìa. Ai biết. Dạ, mà cơm bi. Đây, phải đặt Mercator.
giờ lên tham quan thôi. Đi tham quan thôi. Cái căn bường lên nhìn đi. Lên vậy thôi mà, chẳng gì hết. Chẳng gì hết. Có mấy chiếc tàu kìa giống Titanic thải xuống. Nên người ta lúc bị chìm. Mà có coi vài phân cảnh thôi. À, ơi, hai ông ở trên cũng dưới hàng đứng đứng coi cơm chó hả? Ở xa gì sao mà thấy có dữ bận quá. More than friends, and let me just move on, move on. Yeah, it hurts, I won't pretend, but I'll take you by your word. And I'll walk away before it starts to hurt. And I'ma let go, let go, let go, and I'll leave it to you. Bella Anna Webb. Giặc rồi, tôi nhớ. Sao nó? 35, 39. Đó đâu, tới tới nào. À. Có mấy anh trai. Tôi chỉ là người nghĩ gì. Ba anh trai. Dạ đó. Thế này hả? Từ Berlin. Ủa có cái tàu của Curry nữa. Curry rất đây nè. Mercato Marina ở đây. Ở đây nè. Rồi, chắc ơi. Có phải ra chỗ rộng hơn. Ở lúc đằng kia em thấy có cái bường kìa. Thấy không? Đây, nếu mà cho nó ăn thì làm cho chúng hung dữ. Cho nó ăn sẽ dẫn đến việc là những con Sigun sẽ định cư ở trong thành phố luôn. Kết quả là có rất là nhiều sự ô nhiễm. Vì vậy, cho Sigun ăn thì bị cấm. Tourist và resident, ai mà cho Sigun ăn thì sẽ bị phạt lên tới 250 euro. Đây, đừng cho nó ăn nha, bị phạt á. Này là nó ăn nha. Trời đông vật quan giả rồi. Nghe mùi biển quá. Cá đâu á. Ồ khô, cá khô. Ồ mẹ chợ nè. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi coi những cái quầy chợ. Ở đây nha, mình thấy có mấy con khô này nè, chắc là đồ thiệt hả? Ồ bán hải sản quá trời luôn, cá hồi kìa. Thơm quá. Mấy con khô này kia ăn chắc ngon lắm. Ủa cá gì vậy ơi kìa. Ủa ở đây người ta hay bán súp cá quá ha. Hello. Ủa nhìn súp ngon quá à. Nhìn có tôm quá trọng quá. Ủa có bán mấy cái này nè. Nhìn đã quá ha. Bán nguyên một hộp đây nè. Nhiều mà. Con này nhìn giống nhỏ.
tôm bự. Còn mấy con tôm nhỏ thì chắc này đó. Cá là tôm hết à luôn kìa. Đó là sugimi. Hello. Hay có bán mấy cái tô súp này ha. Nhìn ngon quá. Mà không biết nó là cái gì nè. Mỗi người họ bán khác nhau. Mà có mấy cái nồi súp gì nè. Simon, ủa Simon là cái đó đó hả? Phải không? Họ bán đồ hải sản quá trời thích quá. Nó là mấy đồ giả mà. Hải sản như thanh cua đó. CVM gì đó. Thơm quá. Ủa bán đồ tươi sống kìa như chồng nói. Bốn con mười ơi. Con hào. Bốn con mười ơi. Thôi ăn sợ bị ấy quá. Ký sinh trùng. Vậy đâu cần tới mấy cái tiệm bán cá kia. Nhưng mà mấy tiệm này em nghĩ là bán cho khách du lịch đó. Thì có thể là nó sẽ mắc hơn là những cái chợ cá. Rồi có người mua súp rồi kìa. Đó chú bé đó. Nhỏ kìa. Ủa này không có giá à. Bốn mơ. Bốn mơ cái đó. Cái món chắc là món gulab á. Escargot định bây giờ em thấy nhiều chỗ nó ghi vậy á. Guam gulab à, chứ lại có cái con áo đó. Cái món súp có con áo. Gulab là sea snail. Có hai loại, cái là một loại không cay và một loại cay. Em thấy một bên nó đỏ hết rồi. Mèo cá ra. Các chỗ đậu neo thuyền quá. Parking. Có chỗ để ngồi. Ủa con chó gì cái mình nó bự mà cái mặt nó chút vậy. Biển kia xa xa đó. Mờ quá. Cái ngoài không có nắng. Có cái đồi kìa. Giống đồi con heo thiệt chứ. Ở trên có cái nhà quan. Thấy không? Có chùm tóc gì của ai tóc chim. Bốn chục phút 39,5 một người. Cái tàu bên đây gì mà tới 89 luôn. In ogni tuo sguardo esco dal mondo, ti sfioro le labbra e pian piano affondo, resto con te a guardare il tramonto. Có nhà hàng The Vista là ăn trong chiếc tàu luôn hả? Ủa này đâu phải chiếc tàu. Ủa cái này là chợ cá nè. Nó
nó ghi Bezier Bismarck là chợ cá đó, nhưng mà chắc là hồi xưa. Đây, The Fish Market, nơi ngư dân bán cá thì được gọi là fish crab. Crab trong tiếng Hà Lan là bậc thang. Ở đây có một cái chợ cá nè mọi người. Hồi xưa thì nó bự lắm, bây giờ thì nó bớt rồi. Đang bán cá 3kg có 10 đô vậy, rẻ quá vậy. Cá gì vậy, ngon quá vậy. Cá vây tinh 3kg 10 đô. 3kg 10 đô về mẹ nấu canh cua. Ngon quá vậy. Cá bên đây 3kg có 5 đô à. Cá này có phải cá mình mua ở cá phua bữa không ta? Ờ 5 đô. Ờ giống quá vậy. Ủa con cá gì? Ủa nó không sai bự hả? Ờ cái này là 20 ơ một ký. Con bự. Tôm 1 ký 20. Sao chữ ơ nó nhắc lại? Không biết. Nó, nó bán cho anh tôm này nhiều quá ha. 2 ký 35 ơ. Sao mắc quá vậy? Còn cái con đang giảm giá là 3kg 5 mơ nè. Là, là con trắng phải hả? Ông nó chỉ gì vậy? Cái này cũng 3kg 5 mơ nè. Rẻ mà 3kg lận á. Wow, cá này giống cá Việt Nam nè. Cá gì á? Ờ chắc như là chiên rồi. Hello. Cá mập á hả? Cá mập con hả? Ồ con gì người ta lột da ra còn đó tươi à? 15 ơ một ký. Không biết. Ở trong kia có cái cục gì như thịt gà vậy? Không biết. Không biết nữa. Con cá mà của mình con hãy dịch dẹp nó tương đối ngọt bây giờ đó. Ừ đúng rồi, ở trong quốc có á. Có cá cabuyao kìa. 25 ơ. Em thấy cái con tôm nó mắc ghê á, 250 gram mà 5 ơ rồi. Sao đây có cái tiệm cá này bán cá tông không? Mười ơ một ký, 3 ký 10 ơ bên đây nè. Qua đây coi nè. Nó 10 ơ ký nhưng mà nó bán combo là 3 ký nó bán combo. À vậy hả, ai biết. Cái con tôm này gì mà nó mắc dữ ta? Con cá đuối. Đâu? Cái này là cá đuối hả? À này người ta trẻ cá đuối ra nè, phải không? Cắt vậy hả? Lột da. Quá trời luôn.